bắn dầu ra xung quanh như là chiên bình thường. Sau khi mà nấu thì không bị tình trạng quần áo, đầu tóc thì bị ám mùi thức ăn nữa. Vâng ạ, điều mà Phương Thảo sợ nhất khi mỗi lần mà chiên nhiều dầu đó là bị sợ bị bắn. Nhưng mà với nồi chiên không dầu này thì quý vị hoàn toàn yên tâm là chúng ta sẽ không sợ dầu bắn này, không làm bị bẩn ở khu bếp của chúng ta. Và đặc biệt đó là khi mà cái việc mà rút ngắn thời gian chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày thì sẽ giúp cho các bạn nội trợ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và chắc chắn rồi, với những món ăn khó và những món ăn mà mất nhiều thời gian thì không sao cả. Khi mà có nồi chiên không dầu Magic Korea A84 thì chắc chắn sẽ giúp được tất cả các chị em nội trợ dễ dàng hơn trong việc nấu ăn. Vâng, và để chứng minh cho sự vượt trội của sản phẩm thì quý vị hãy xem Lê Huyền sẽ cho nguyên con gà vào nồi nướng ngay bây giờ. Và quý vị hãy chờ xem nhé. Thấy là sau 30 phút thì món gà của chúng ta đã vàng ươm. Và món gà là món nướng mà rất là khó để làm. Vâng. Chính vì vậy mà các bà nội trợ rất là ngại khi mà thao tác món này trên các loại chảo không đảm bảo. Vâng, và rất nhanh đúng không Phương Thảo? Vâng ạ. Tôi đã có món gà nướng ngon tuyệt như thế này quý vị ạ. Vâng ạ, đúng như vậy thưa quý vị. Thực sự rất bất ngờ với 30 phút mà chúng ta có thể thấy thành quả đó, một con gà vàng ươm như thế này. Phương Thảo là một người rất thích ăn gà rán và lại sợ mập nữa. Nhưng mà khi sản phẩm nồi Magic Korea A84 mà cho ra một món ăn tuyệt vời thế này thì từ bây giờ tôi lại vẫn thích ăn thịt gà và không sợ mập nữa. Rất là tuyệt vời đúng không thưa quý vị? Vâng, và một điều nữa thưa quý vị, đó là việc vệ sinh sau khi nấu nướng cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi quý vị không dùng dầu mỡ để làm các món chiên nướng. Thiết kế của nồi nướng với cách chiên phủ lớp chống dính bên trong sẽ giúp quý vị có thể tháo ra dễ dàng và việc lau rửa cũng rất là nhẹ nhàng. Vâng thưa quý vị, với những tính năng ưu việt từ nồi chiên nướng không dầu Magic Korea A84 thì chắc chắn đây sẽ là một trợ thủ đắc lực cho tất cả những chị em phụ nữ và đặc biệt là những bà nội trợ và không thể thiếu được trong căn bếp của chúng ta. Quý vị thân mến, Magic Korea là thương hiệu đã nhận được rất nhiều sự tin dùng của khách hàng. Và còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đặt mua sản phẩm trực tiếp tại website vnkhomeshopping.vn hoặc gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline 1900 1736 để được tư vấn miễn phí cũng như là hỗ trợ thêm các thông tin về sản phẩm và đặt mua sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi quý vị nhé. Và ngay bây giờ khi chương trình đang phát sóng, quý vị hãy gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 1900 1736 để được mua với mức giá đặc biệt ưu đãi chỉ với 1.399.000 đồng. Và thưa quý vị, nếu như ngày hôm nay quý vị sở hữu nồi chiên nướng không dầu Magic Korea A84 thì quý vị còn được tặng thêm một máy hấp thực phẩm trị giá 499.000 đồng. Rất tuyệt vời đúng không thưa quý vị? VNK Home Shopping chính thức thông báo, kể từ ngày 1 tháng 4, VNK Home Shopping sẽ được đổi tên thành Vietstar Shopping để chào mừng sự kiện thay đổi tên thương hiệu mới và cũng để tri ân các khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng với VNK trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin dành tặng những phần quà đặc biệt để chăm sóc sức khỏe cho tất cả các khách hàng của VNK. Với mỗi đơn hàng, khách hàng sẽ được tặng ngay 2 khẩu trang kháng khuẩn của Diệt Kim Đông Xuân. Với đơn hàng trị giá trên 500.000 đồng, khách hàng sẽ được tặng ngay 3 khẩu trang. Và với các đơn hàng trên 1 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng ngay 5 khẩu trang. Sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn của Dệt Kim Đông Xuân đã nhận được giấy chứng nhận về khả năng kháng khuẩn cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn để được xuất khẩu sang thị trường khó tính như Nhật Bản. Với các tính năng kháng khuẩn của vải được bảo lưu trong nhiều lần giặt nên người dùng có thể sử dụng tới 30 lần mà vẫn đảm bảo an toàn. Vietstar Shopping chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình tin tức và sự kiện trên kênh truyền hình HTV.
tin tức cập nhật, các vấn đề thời sự được quan tâm trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội. Cùng với một chuyên mục chuyên sâu về y tế, tất cả sẽ có trong chương trình tin tức và sự kiện phát sóng vào 20 giờ hàng ngày trên truyền hình HITV. Xin chào các con, cô là Vũ Thị Thanh Bình, giáo viên trường trung học cơ sở Tân Mai.